Bài học cho Tô Lâm, Tổng thống Indonesia không liên kết chỉ về lợi ích của đất nước và người dân. Trong bối cảnh sự cạnh tranh tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng, xu thế chung của các quốc gia trên thế giới là phải chọn phe hoặc Mỹ hoặc phương Tây, hoặc phe độc tài như Trung Quốc hay Nga. Tổng thống Indonesia Widodo đã thực hiện thành công của chính sách đối ngoại riêng cho quốc đảo này, điều gì đã khiến cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều phải kiêng dè họ. Đây là bài học rất có ý nghĩa với mọi quốc gia, đặc biệt là Việt Nam nói chung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng. Trong bối cảnh sự bất đồng giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã gia tăng đến mức độ đáng kể, được đánh giá ở mức xấu nhất kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Nguyên nhân chính là do sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của tân lãnh đạo Việt Nam với chủ trương nghiêng về Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời rời xa Trung Quốc. Theo giới phân tích, việc Hoa Kỳ được cho là hết lòng ủng hộ Việt Nam thực ra chỉ là một chiêu thức của Mỹ nhằm lôi kéo Hà Nội rời xa Bắc Kinh. Mỹ và Việt Nam có thể chính trị trái ngược nhau, do vậy đây là mối quan hệ đồng sàng dị mộng. Vậy điều gì mới có thể giúp Việt Nam độc lập tự chủ, không lệ thuộc vào các cường quốc, thoát hẳn tình trạng rối rắm tơ vò hiện nay? Vào ngày 17 tháng 10, tạp chí Far Right có bài bình luận với chủ đề "Vị Tổng thống không bao giờ đứng bởi phe nào" của tác giả Ben. Theo tác giả, ông Joko Widodo là một tổng thống hiệu quả và được ngưỡng mộ nhất trong số 5 tổng thống của Indonesia kể từ khi nước này trở thành quốc gia dân chủ vào năm 1998. Trong suốt 10 lãnh đạo quốc gia, Tổng thống Widodo đã vô cùng nổi tiếng, nhất là với những thành tựu kinh tế, cũng như việc mở rộng dịch vụ y tế và giáo dục cho công chúng. Điều đó khiến cho ông Widodo trở thành một trong những lãnh đạo được yêu thích nhất trong thế giới tự do và dân chủ. Đáng chú ý, ông Widodo đã tạo ra Indonesia cho một con đường đi riêng giữa các cường quốc, coi trọng sự độc lập, không liên kết và quyền lợi của quốc gia cũng như của người dân là điều kiện tiên quyết trong quan hệ đối ngoại. Theo giới phân tích quốc tế, ông Widodo đã định hình chính sách đối ngoại của Indonesia, chống lại quan điểm cho rằng những quốc gia đang phát triển phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trái ngược với những ý nghĩ của ông Tô Lâm, Tổng thống Widodo không bao giờ tham dự trực tiếp các phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cũng thường tránh sử dụng lời lẽ ngoại giao khoa trương, tránh các hội nghị thượng đỉnh quốc gia và tập trung vào việc tham dự những diễn đàn kinh tế lớn để mời chào các nhà đầu tư cho Indonesia. Là một chính khách thực dụng, ông Widodo cam kết biến Indonesia trở thành điểm tựa hàng hải toàn cầu. Khi xảy ra va chạm giữa Bắc Kinh với Hà Nội trên Biển Đông, ông chọn sự im lặng vì cho rằng những cuộc đụng độ trên Biển Đông sẽ có lợi làm gia tăng giá vận chuyển và bảo hiểm cho các công ty của Indonesia. Đây là lý do khiến Indonesia không luôn được ông Tập Cận Bình, các nhà đầu tư Hoa Kỳ và phương Tây o bế, bất chấp cảnh báo trước đây cho rằng ông Widodo đang chọn Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ. Mới đây, hãng công nghệ Microsoft quyết định đầu tư dịch vụ đám mây trị giá tới 1,7 tỷ đô la tại Indonesia. Trước đó vào tháng 4 năm 2024, giám đốc điều hành Tim Cook đã đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn tốt đẹp, nhưng ngay sau đó, tập đoàn Apple lại khẳng định sẽ đầu tư nhà máy tại Indonesia. Vì lợi ích quốc gia và người dân Indonesia, chủ trương không phụ thuộc, không liên kết với các cường quốc của vị tổng thống này được đánh giá là đi trước thời đại. Điều đó cho thấy những quốc gia châu Á như Việt Nam vẫn có thể tránh được sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là bài học cho ông Tô Lâm, cũng như cho giới lãnh đạo Việt Nam để thoát ra khỏi khủng hoảng như hiện nay. Ba lý do vì sao Trương Mỹ Lan phải sống và khả năng cao sẽ thoát án tử hình. Không ngoài dự kiến, sau khi lĩnh án tử hình trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 vào hồi tháng 4 năm 2024, bà trùm Trương Mỹ Lan tiếp tục nhận thêm án chung thân trong vụ án giai đoạn 2. Theo cáo buộc, bị cáo Trương Mỹ Lan và các tay chân tại ngân hàng SCB đã có hành vi vi phạm trong việc phát hành trái phiếu để chiếm đoạt số tiền đến 30.081 tỷ đồng của các cá nhân cũng như tổ chức gửi tại ngân hàng này. Hội đồng xét xử của phiên tòa giai đoạn 2 đã khẳng định như sau: cần phải nghiêm trị những người cầm đầu, bị cáo Lan là người cầm đầu có vai trò chính nên phải áp dụng mức án nghiêm khắc nhất của điều luật. Đáng chú ý, sau phán quyết của hội đồng xét xử, theo truyền thông nhà nước, bà Trương Mỹ Lan nói lời cuối cùng như sau: bị cáo đứng đây, đầu đội trời, chân đạp đất, đối diện với hội đồng xét xử. Bị cáo gửi lời trân trọng tới chức đẹp nhất đến người đứng đầu đất nước, Tòa Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã vất vả vì cái tên Trương Mỹ Lan làm chấn động cả Việt Nam cũng như quốc tế. Theo giới quan sát, những phát biểu rất khẳng khái của bà Lan không chỉ cho thấy bà dũng cảm của một bị cáo
với hai bản án kịch khung, mà còn cho thấy bà vẫn tin rằng bản thân bà chỉ nhận bức án cao nhất ở trung thân, chắc chắn không bị tử hình. Ngân hàng SCB dưới sự thao túng của bà Lan đã phát hành trái phiếu với lãi suất cao, cộng với tội danh rửa tiền cũng như vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gây thiệt hại lên đến 415.000 tỷ đồng. Theo giới thạo tin, bà Trương Mỹ Lan là một nhân vật có yếu tố Trung Quốc. Chồng bà, ông Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông và có mối quan hệ gần gũi với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Thậm chí tiền vốn kinh doanh chuyển qua lại giữa Vạn Thịnh Phát và Hoa Lục do cơ quan tình báo Hoa Nam trực tiếp điều hành. Việc quyết định cho điều tra vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan được đánh giá là một điểm sáng trong việc cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay rất nhạy cảm khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sau một giai đoạn bị cho là rất xấu đang dần dần hồi phục trước sự xuống thang của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ban lãnh đạo tại Hà Nội. Do vậy, việc cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị mức án tử hình và chung thân trở nên hết sức nhạy cảm. Điều mà ông Tô Lâm muốn tránh trong lúc này, hơn nữa đã từ lâu, cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam không dám cho mở tung cái hũ mắm có tên Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan, cũng như việc nhà nước Việt Nam quyết định bỏ ra tới 24 tỷ đô la để mà cứu ngân hàng SCB, nhưng cũng không thể cứu vãn nổi. Các chi nhánh của ngân hàng SCB đã và đang lần lượt phải đóng cửa, không thể tiếp tục hoạt động. Xin nhắc lại, trong một các phiên tòa, bà Lan đều thừa nhận tội trạng, đồng thời cam kết dùng toàn bộ tài sản của mình để bồi thường cho các bên bị hại. Ban lãnh đạo Việt Nam nói chung của ông Tô Lâm nói riêng đã thấy rõ sự nguy hiểm của vấn đề này. Bất kể các phiên phúc thẩm vẫn chưa diễn ra, nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan bắt buộc phải sống để tiếp tục trả món nợ hàng trăm ngàn tỷ đồng. Bởi nếu không thì giải cứu ngân hàng SCB sẽ kéo theo dàn lãnh đạo cấp cao của ngân hàng nhà nước Việt Nam lỡ lượt vào tù. Trong đó có trưởng ban tổ chức trung ương Lê Minh Hưng là một tay chân thân tín của Tổng Bí thư Tô Lâm. Những thách thức của Tổng Bí thư Tô Lâm trước ngày Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước. Qua những hình ảnh mới nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào sáng ngày 17 tháng 10, có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm hình như đang ở trong tình trạng khá lo âu. Có lẽ điều đó liên quan đến việc Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước mới trong kỳ họp thứ 8 bắt đầu từ ngày 21 tháng 10. Như thế, ông Tô Lâm có thể sẽ thôi vai trò nguyên thủ quốc gia và vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang Việt Nam để tập trung công tác lãnh đạo đảng. Điều đó sẽ gây ra những hạn chế và ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của ông trên cương vị Tổng Bí thư. Theo giới quan sát quốc tế, đây là điều mà ông Tô Lâm hoàn toàn không muốn. Nhưng trong bối cảnh tứ bề thọ địch giữa các thế lực thù địch trong nội bộ của đảng và cả Nga lẫn Trung Quốc, buộc ông phải chấp nhận. Thậm chí ông còn được cho là đã chủ động rút lui để mà giảm áp lực. Cũng theo một số đồn đoán, ông Tô Lâm sẽ không chịu lùi bước và tiếp tục ở lại trên cương vị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước với mục đích tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện muốn là được, bởi điều này phụ thuộc vào vấn đề có tính nguyên tắc đã được duy trì hàng chục năm nay. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố gắng giữ vững truyền thống, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, nhằm cân bằng cũng như khống chế quyền lực cá nhân. Việc ông Tô Lâm muốn tiếp tục kiêm nhiệm cả hai chức danh, đứng đầu đảng và nhà nước sẽ gây tổn hại đến nguyên tắc tập thể lãnh đạo nói trên. Đây chính là lý do vì sao một bộ phận lãnh đạo chiếm số đông trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã cương quyết phản đối. Không dừng ở lại đó, các tuyên bố của ông Tô Lâm kiểu như Việt Nam luôn luôn đứng về phía lẽ phải hình như đã khiến cho Bắc Kinh không hài lòng. Giữa lúc chính trường của Việt Nam đang nước sôi lửa bỏng, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã chủ động mời Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư sang thăm Trung Quốc và về ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngay sau đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Việt Nam trong 3 ngày với tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Việt Nam duy trì con đường chủ nghĩa xã hội. Đây được cho là những tín hiệu từ Trung Quốc gián tiếp đe dọa Tô Lâm liệu thần hồn nếu cố tình trạch khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Những thay đổi về nhân sự cũng như đường lối đối nội đối ngoại của ông Tô Lâm trong một thời gian ngắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lực cũng như quyền lợi của đám đệ tử trung thành với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn rất thân Trung Quốc. Theo một số nhận định, Trung Quốc đã và đang coi ông Tô Lâm có khuynh hướng ngả về phương Tây, và đây là một hiểm họa. Việc ông kiêm nhiệm hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là điều mà Bắc Kinh không thể chấp nhận, và Trung Quốc sẽ ngăn chặn bằng mọi giá. Một mặt, Trung Nam Hải gây sức ép lên ông Tô Lâm,
Mặt khác, họ đề ngỏ phương án dự phòng đưa tướng Lương Cường lên làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 vào năm 2026 với cam kết của Lương Cường sẽ là một lòng một dạ theo Trung Quốc. Theo giới quan sát, đối thủ chính của Tô Lâm hiện nay chính là các tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh, nổi bật là Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Họ đã và đang cấu kết với Trung Nam Hải để cản phá Tô Lâm. Vụ việc Đại học Fulbright Việt Nam bị cáo buộc nuôi dưỡng cách mạng màu là bằng chứng không thể chối bỏ. Có thể nói đây là một cuộc đua quyết liệt mà kết quả chưa thể đoán định được. Nhưng với tình thế như hiện nay, ông Tô Lâm có nhiều khả năng sẽ chịu lùi bước dù biết rằng quyền lực sẽ bị thu hẹp. Thậm chí cũng có suy đoán cho rằng nếu ông Tô Lâm kiên quyết bám cả hai ghế thì khả năng cao sẽ vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của thế lực thân Trung Quốc trong đảng. Lúc đó Bắc Kinh sẽ buộc phải ra tay trừng phạt bằng biện pháp giật dây cho thế lực thân Trung Quốc trong quân đội tạo phản để Bắc Kinh lấy cớ can thiệp quân sự là không thể loại trừ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin hôm nay những thách thức của Tổng Bí thư Tô Lâm trước ngày Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de